Thanh Hóa vinh danh quán quân đường lên đỉnh Olympia thưởng 200 triệu đồng. Trở về quê nhà sau khi trở thành người đầu tiên của Thanh Hóa giành chiến thắng tại một trận chung kết đường lên đỉnh Olympia, quán quân Lê Xuân Mạnh đã được tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên dương trao thưởng. Chiều ngày 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho em Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1, trường Trung phổ thông Hàm Rồng, người vừa giành được chiếc vòng nguyệt quế tại trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Diễn ra sáng ngày 8 tháng 10, tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phần thưởng 200 triệu đồng cho em Lê Xuân Mạnh. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho một tập thể và 6 cá nhân trường Trung phổ thông Hàm Rồng có nhiều thành tích trong việc hướng dẫn em Lê Xuân Mạnh đạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng trao thưởng 60 triệu đồng cho quán quân đường đỉnh Olympia năm thứ 23 Lê Xuân Mạnh. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã ghi nhận biểu dương thành tích giành ngôi vị quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 của em Lê Xuân Mạnh, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng thành tích của em Mạnh sẽ có phần cổ vũ, lan tỏa tinh thần hiếu học, trọng học trong xã hội, góp phần đào tạo được nhiều học sinh giỏi, phát hiện và bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho quê hương đất nước. Theo Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, thành tích mà em Lê Xuân Mạnh và nhiều em học sinh giỏi khác của tỉnh đạt được trong thời gian qua thật quý giá và đáng tự hào. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và làm giàu hơn nữa bảng vàng thành tích đất học xứ Thanh, ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, tháo gỡ khó khăn bất cập tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục để truyền lửa, lan tỏa tinh thần hiếu học, góp phần đào tạo được nhiều học sinh giỏi, phát hiện và bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho quê hương đất nước. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn em Lê Xuân Mạnh không chủ quan, bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Đáp lại tình cảm đặc biệt này, nhà leo núi Lê Xuân Mạnh cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, các thầy cô giáo đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để em có thể phát huy tối đa năng lực trí tuệ, tỏa sáng trên con đường chinh phục đỉnh cao trí thức. Đồng thời, quán quân đường lên đỉnh Olympia năm 2023 cũng khẳng định sẽ luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng trí thức trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, đáp lại niềm tin yêu của tất cả mọi người.